Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân. Hộ chiếu này có nhiều ưu điểm nổi bật, vừa đồng bộ với việc xây dựng chính phủ điện tử, vừa giúp công dân thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh tại các nước diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, nên việc giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Chuẩn bị đi du lịch Hàn Quốc nên chị Võ Thị Thanh Tuyền ở huyện Đất Đỏ đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh làm hộ chiếu. Được cán bộ tại đây hướng dẫn đăng ký hộ chiếu gắn chip điện tử, chỉ sau vài phút, hồ sơ của chị Tuyền đã được tiếp nhận giải quyết. Tôi thấy cái hộ chiếu gắn chip này nó thuận tiện hơn và bảo mật hơn cho mình xuất nhập cảnh đi nước ngoài. Dù em thấy ở đây rất là đông nhưng mà các cán bộ vẫn vui vẻ nhiệt tình vượt tiếp dân trong thời gian nhanh chóng nhất. Anh Ngô Xuân Hợp ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cùng gia đình cũng đi làm hộ chiếu để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài. Ngoài đăng ký trực tiếp, những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện có căn cước công dân gắn chip và số điện thoại chính chủ xác thực với nhà mạng được cán bộ công an hướng dẫn đăng ký hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chip điện tử qua mạng. Thấy tới đây thì cán bộ cũng nhiệt tình, rồi hướng dẫn đầy đủ, làm cũng nhanh gọn. Tôi thấy cái chip điện tử, cái hộ chiếu gắn chip điện tử này á, thì nó có công dụng là nói chung nó cũng giống như cái căn cước có chip điện tử á, nó tiện lợi với lại nhanh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 7.600 hồ sơ cấp hộ chiếu cho công dân. Riêng từ ngày 1 tháng 3, thời điểm Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2023, có 883 trường hợp đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông, trong đó 630 trường hợp, chiếm khoảng 70% số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã bố trí 2 cái máy thu nhận dấu vân tay, cùng với lại 2 cái máy tính để xử lý hồ sơ. Thì riêng cái khu vực mà cấp hộ chiếu gắn chip thì bố trí 1 cán bộ để túc trực hướng dẫn các cái thao tác. Số còn lại thì sẽ giao cho hướng dẫn cái quy trình nộp hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. So với hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu gắn chip điện tử không có nhiều thay đổi về mẫu với bìa màu tím than, chỉ tích hợp thêm con chip điện tử ở trang bìa. Ngoài thông tin cá nhân, hộ chiếu gắn chip điện tử còn tích hợp dữ liệu sinh trắc học của công dân nhưng được mã hóa, bảo mật. Đây là một bước cải tiến mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam khi đi nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử. Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.